Em không có câu hỏi gì đâu, nhưng mà chúc kênh phát triển. Nhưng mà đa số Exert Roger đều có không có webcam mà anh. Em thích quá mà quan ngại không có webcam. Xin chào em đã quay trở lại với channel của Lauto AZ. Và mình là Minh, còn đây là Duy. Và hôm nay thì bọn mình sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi các bạn gửi đến trên kênh. Và đặc biệt nếu anh em có những câu hỏi băn khoăn gì thì có thể comment ở dưới phần video ngày hôm nay nhé, để bọn mình dễ dàng tổng hợp và trả lời cho anh em nhất, tránh là để sót những câu hỏi của anh em. Đúng rồi đấy. Anh em nhiều khi anh em comment hỏi nhưng mà mình vẫn không tìm ra câu trả lời. Ai đâu? Không tìm ra câu hỏi chứ. Chúng mình không tìm ra câu hỏi để mà trả lời cho anh em. Ok, trả lời cái thôi. Câu hỏi đầu tiên của bạn Tài Cao. Chào hai anh, chúc kênh phát triển. Em học quản trị kinh doanh thì dùng Lenovo IdeaPad Gaming 3 thì edit với lại cả chơi FO4 ngon trong tầm giá không anh? Câu hỏi của bạn khá là rõ ràng thì mình trả lời là với ngành học của bạn là quản trị kinh doanh cùng với cả chơi game FO4. FO4 thì tất nhiên rồi, chiếc IdeaPad Gaming 3 sẽ đáp ứng được rất tốt với cả nhu cầu của bạn. Còn nếu làm về edit video thì bạn có thể là edit video Full HD thì chắc chắn là sẽ là mượt. Còn nếu mà edit video 4K xong nhờ ứng hay là chuyển cảnh hay là màu sắc các thứ khác nhau ấy thì mình nghĩ là sẽ hơi quá sức với chiếc máy này. Ok, đó là câu trả lời của mình của bạn Tài Cao. Câu hỏi thứ hai của bạn Hoài Dư. Anh ơi, Lenovo i7000 và Asus G531, máy nào làm thiết kế đồ họa, vẽ kỹ thuật số tốt hơn? Em cảm ơn anh. Với câu hỏi này thì theo mình, chiếc Lenovo i7000 ăn đứt chiếc Asus G531. Bởi vì là độ phổ màu và độ sai màu của i7000 sẽ tốt hơn so với cả G531, sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của bạn khi mà làm thiết kế đồ họa, vẽ kỹ thuật số. Ngoài ra thì dạo này chiếc Lenovo i7000 thì không còn được bán rộng rãi nữa. Nếu như mà quá khó tìm trên thị trường thì bạn có thể thêm tham khảo thêm là mẫu Evo Gaming 15 nữa. Còn nếu mà không chơi game mà chỉ là về thiết kế đồ họa với cái điểm số thôi thì trong tập tiền có cả Dell Inspiron 7591 cũng là một lựa chọn thú vị và có thể gọi là khôn ngoan một chút đấy. Ok, câu hỏi thứ ba đi là của bạn rắn nhỏ gaming. Đây là một fan cứng của chương trình chúng ta đấy. Anh ơi, cho em hỏi là CPU AMD Ryzen thế hệ thứ tư của laptop gaming thì dùng có ổn định lâu dài không ạ? Anh nghe mọi người bảo là AMD bị ép sung nên ban đầu dùng ổn, sau thì không được như ban đầu nữa. Đầu tiên là CPU Ryzen thứ tư thì rất ổn và mình đã sử dụng được gần tròn một năm rồi. Thì đấy là về cái việc là CPU có ngon hay không. Và thứ hai là về cái vấn đề ép sung lâu dài và người ta không sử dụng ổn định nữa thì mình nghĩ đấy không phải là vấn đề chúng ta nên quá quan tâm. Tại vì laptop thì gần như là CPU Ryzen không có ép sung được, và có ép sung được thì cũng chỉ trên những mẫu máy cao cấp thôi. Và cái việc ổn định sau khi ép sung hay không thì kể cả Intel hay là kể cả AMD thì cũng như nhau thôi mà bạn ơi. Tại vì là nếu mà ép sung nhiều thì chắc là CPU sẽ hoạt động vất vả hơn. Đúng rồi đấy. Và từ đấy là sẽ bị nhanh chai điện hơn hay là có rất nhiều yếu tố khác nữa. Nói chung là cái việc mà AMD không ổn định sau một thời gian dài ép sung thì nó không phải vấn đề quá thiết thực của chúng ta, đặc biệt là trên laptop gaming. Ok, đó là câu trả lời của mình cho bạn rắn nhỏ gaming. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa Nguyễn Sĩ. Cho em hỏi là TUF FX505R7 dùng được tầm 5 năm không? Em chủ yếu học tập và chơi game nhẹ nhàng thôi. Với FX505 Ryzen 7 thế hệ thứ 3 thì với nhu cầu của bạn thì mình nghĩ là vẫn sẽ đáp ứng được. Nhưng mà hiện tại chúng ta có cả TUF AM5 với cả mã là FA506 với Ryzen thế hệ thứ 4, số nhân số luồng gấp rưỡi thì mình nghĩ là chả có lý do gì mà chúng ta lựa chọn chiếc FX505 thay vì là lựa chọn là A15 cả. Thế nên là mình nghĩ A15 sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn và sẽ cá nhân mình cũng sẽ lựa chọn chiếc A15. Ok, đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Quốc Dũng Huỳnh. Cho em xin chi tiết về thời lượng pin của laptop MSI GL65 Leopard 10 SDK đi ạ. Và có dòng laptop nào mạnh như nó mà giá cả ổn định không ạ? Thường là những chiếc laptop gaming mà to nạc, cấu hình mạnh rồi tản nhiệt tốt thì pin sẽ vào khoảng 1 đến 2 tiếng, và cụ thể là GL65 thì mình nghĩ là pin cũng chỉ rơi vào khoảng là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng thôi ở mức độ sáng. Màn hình tần số quét cao nữa mà. Vậy nên là laptop gaming thì cũng đừng nên quá kỳ vọng gì ở một thời lượng pin tốt bạn ạ. Về mạnh như chiếc máy này thì trong tầm tiền này có Lenovo Legion 5 1660Ti, i5 45 1660Ti, G512 hay là kể cả Zephyrus G14, xin lỗi bạn là Zephyrus G15 luôn với cấu hình 1660Ti. Thì nói chung là trong tầm tiền này có rất nhiều máy mạnh như chiếc máy này. Vấn đề là bạn lựa chọn chiếc máy nào mà cảm thấy phù hợp với bản thân mình thôi. Và hy vọng qua câu trả lời bạn sẽ có thêm thông tin về chiếc MSI GL65 nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trường Nguyễn Quang là cho em hỏi dưới 20 triệu thì em nên mua chiếc máy tính văn phòng nào để dùng lâu dài ổn định và đôi khi chỉ chơi mỗi lờ lờ thôi, em cảm ơn. Đối với lại cả dưới 20 triệu mà bạn yêu cầu là sử dụng văn phòng lâu dài thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu của ThinkPad, ví dụ như là ThinkPad T480 này
hoặc là T490. Nhưng mẫu máy này của ThinkPad thì là ở dòng cao cấp rồi, chính vì thế là nó hoàn thiện rất là tốt, hoàn toàn đủ để có thể đáp ứng những cái nhu cầu sử dụng văn phòng của bạn và có thể dùng lâu dài được, rất là bền. Còn nếu cho tiền mà bạn không thích ThinkPad thì bạn có thể tham khảo cả Dell Latitude 7490, 7480, có rất nhiều mẫu máy khác nhau nhé. Ok, và đó là những mẫu máy bọn mình đề xuất cho các bạn. Câu tiếp theo của bạn Nhật Nguyễn. Zephyrus G14 chip Ryzen 5 1650 học các phần mềm xây dựng trong 3-4 năm ổn không ạ? Em có nghĩ các laptop gaming khác nhau nhưng vẫn ưng cái vỏ kim loại với mỏng nhẹ của G14. Em chơi LOL lâu lâu cũng chơi game nặng, hay cảm ơn. Đối với những phần mềm xây dựng thì việc sử dụng chip Intel vẫn sẽ mang lại những cái hiệu năng tốt hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn chỉ dùng để học trong tầm 3-4 năm thôi thì G14 với chip R5 thì hoàn toàn đủ để có thể sử dụng trong khoảng thời gian này. Chiếc G14 này hoàn thiện tốt này, tản tốt này, hiệu năng chạy game mượt mà, mỏng nhẹ này, không còn có một điểm gì có thể chê được nữa cả, hoàn toàn đủ để cho bạn lựa chọn. Và nếu mà bạn có một chút băn khoăn này, thắc mắc gì thì có thể tham khảo video đánh giá trải nghiệm một tuần của mình sử dụng chiếc Zephyrus G14 trên kênh Laptop AZ nhá. Video đấy mình nói rất là chi tiết về chiếc máy này rồi. Ok, coi thứ 8 của bạn Lãnh Hoàng. Chào hai anh, em có nghe nói là dùng dưới 50% rồi sạc thì lên 100% pin, trên 60% thì sạc chỉ được 95% pin. Hay anh cho em hỏi đó phải là sự thật không? Và nếu là sự thật thì vì sao lại như vậy ạ? Lý do vì sao thì đơn giản thôi, là sạc đến 95% là để tránh cho việc là bảo vệ pin bị quá đầy hay là tình trạng là bị sạc quá áp. Nói cho dễ hiểu thì nghĩa là nó sẽ bảo vệ cái thời lượng pin này, cái tuổi thọ pin tốt hơn, và sạc 95% sẽ khiến cho là tuổi thọ pin của bạn sẽ được kéo dài hơn. Còn cái việc mà sạc từ dưới 50% lên 100% ấy thì để giúp cho bạn có một thời lượng pin tốt nhất để bạn mang đi mang lại sử dụng nhiều. Còn với cái mức 60% là hãng họ cũng đã nghĩ là bạn sử dụng cắm sạc thường xuyên, nên là cứ để 95% là sẽ giúp cho máy có tuổi thọ pin tốt nhất. Và nói chung là cái vấn đề 5%, 10% hay là 100% nó cũng chả đáng bao nhiêu, nên là mình nghĩ đây cũng phải vấn đề quá lớn như bạn quan tâm đến pin đâu bạn ạ. Ok, câu hỏi thứ 9 của bạn MNL. Tên hơi lú. Em vào công nghệ thông tin thì chip i5 dòng U thế hệ thứ 10 với Ryzen 5 4500U thì dòng nào phù hợp hơn ạ? Em có edit video nhé nên có thể lựa chọn thêm GTX 1650 không ạ? Chúc anh trả lời được nhiều câu hỏi hơn nữa. Cảm ơn bạn nhé. Có edit video thì mình nghĩ chọn Intel hợp lý. Còn nếu tại vì Intel có cả render của Quicksync nữa. Còn nếu bạn lựa chọn thêm cả phiên bản card đồ họa GTX 1650 thì cả hai chip này đều làm việc rất ok trên cả Adobe Premiere Pro. Tại vì là bây giờ có GTX thì có cả preview CUDA để dùng rất là ngon. Nhưng mà nói chung là tùy một lựa chọn của bạn thôi. Mình nghĩ là trong tầm tiền của mình sẽ lựa chọn Ryzen 5 4500U vì mình thích là số nhân số luôn, càng nhiều càng tốt thì sẽ render nhanh. Ok, rồi còn từ tiếp theo của bạn Võ Ngọc Tấn Kiện, Kiệt Võ. Cho em hỏi là Acer G512 bản Core i7 1660Ti và MSI GL65 cấu hình cũng y như vậy thì mình nên chọn máy nào ạ? Chúc shop ngày càng phát triển hơn. Mình nghĩ là G512 ngon hơn tương đối về hầu hết các yếu tố. Điểm trừ duy nhất của chiếc máy đấy với cả GL65 là về cân nặng này, về kích thước này hết. Còn về tản nhiệt hay các thứ thì mình vẫn đánh giá rất cao MSI GL65. Nhưng mình thấy là tản nhiệt của G512 cũng tốt không kém, và thậm chí có khi còn tốt hơn ở vài khía cạnh như là về tiếng quạt gió để êm hơn. Cùng với đó là có cả các kim loại lỏng được trang bị trong máy nữa. Thế nên mình nghĩ là G512 đang nhỉnh hơn rất là nhiều nếu mà so với cả GL65 phiên bản đời 10. Ok, đó là câu trả lời cho mình cho bạn Võ Ngọc Tuấn Kiệt Võ. Khó đọc quá. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Chí Toàn Nguyễn. Em không có câu hỏi gì đâu, nhưng mà chúc kênh phát triển. Nhưng mà đa số Acer ROG đều có không có webcam mà anh. Em thích quá mà quan ngại không có webcam. Chả hiểu là bạn có hỏi nên là bạn không hỏi. Ok, câu hỏi tiếp theo đây. Ok. Với câu hỏi của bạn thì Acer ROG thì đều không có webcam cả. Tại vì là hãng đã cho ra đời một cái mẫu webcam rời, đó là ROG i. Nếu như mà bây giờ mà các cái mẫu laptop của hãng mà có webcam rồi thì cái đấy bán cho ma. Đấy. Nếu bạn không muốn chọn ROG thì chắc chỉ tạo là TUF thôi. TUF thì có webcam đấy. Nhưng nói chung là nếu mà có không có webcam thì mình nghĩ nó không phải vấn đề quá lớn đâu. Trước khi bạn học online hay là bạn làm streamer hay là bạn làm video call với nhiều người thì có lẽ là quan trọng. Câu hỏi 12 của bạn Boss Tối Cao. Chào anh em. Em học công nghệ thông tin, có nên mua MacBook Pro 13/2017 không để dùng lâu dài? Trong tầm giá có lựa chọn tốt không? Em cảm ơn, ưu tiên sự mỏng nhẹ nhá anh nhá. Ấy chà, Boss Tối Cao cơ à?
Với cấu hình của chiếc MacBook Pro 13 2017 này thì theo mình thấy thì cấu hình này không nổi trội lắm. Ngoài ra thì việc bàn phím Butterfly theo như mọi người cũng nói thì nó cũng khá là dễ kẹt phím và mang tính chất may rủi, tính chất nhân phẩm. Mà đối với những cái người mà nhân phẩm kém như mình thì việc sử dụng những cái bàn phím này nó rất là khó chịu, bởi vì là mình kiểu rất là lo sợ kiểu ngày một ngày hai nó bị hỏng ấy, sợ còn dễ đứt cáp màn hình nữa chứ. Thì đối với cá nhân mình thì lựa chọn để sử dụng lâu dài thì mình sẽ không chọn chiếc MacBook 13 này. Còn nếu như mà bạn chủ yếu sử dụng laptop để mà lập trình những ứng dụng trên iOS và bạn thích cái hệ điều hành, thích cái môi trường của macOS thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc MacBook Pro 13 này. Tuy nhiên thì nếu như bạn không phải là những cái người mà mình đã nêu ra kia ấy thì bạn có thể lựa chọn T490, rất là mỏng và rất là bền, phù hợp với anh em nào mà học công nghệ thông tin, ngon luôn. Mình nghĩ là ThinkPad T490 dạo này cũng sẽ là lựa chọn hợp lý nếu anh em không có quá hầu bao rủi rỉnh. Mặc dù thiết kế thì nhìn không sang như MacBook nhưng mà nó làm được việc thì chắc chắn là cũng sẽ hợp lý thôi. Đúng rồi, lại còn rất là bền nữa, sử dụng lâu dài rất tốt. Câu hỏi thứ 13 của bạn Hope TV. Em đang phân vân giữa Legion 5, chip Ryzen 5 hoặc là 7 có chênh nhau nhiều không? Và G512, chip i5 thế hệ thứ 10 Intel giờ nóng quá, em học lập trình phần mềm. Đúng là Intel thế hệ 10 giờ nóng thật. G512 thì mình đánh giá là vẫn có tản nhiệt tốt và đáp ứng được cái hiệu năng của i5 thế hệ thứ 10. Nhưng mà rõ ràng là Ryzen 5, Ryzen 7 thứ 4 này đang quá ngon và nó khiến cho mình nghĩ là rất nhiều anh em cũng đã băn khoăn. Vậy thì như bạn đã có thể ghi là Ryzen 5, Ryzen 7 có chênh không thì mình nghĩ là bạn cũng đã có đủ số tiền để sử dụng Ryzen 7 ấy. Thì mình nghĩ là chả lý do gì không mua Ryzen 7 với 8x16 luồng cả. Nhưng nếu hầu bao bạn không quá dùng rỉnh thì lựa chọn Ryzen 5 6x8 luồng mới đúng đấy. 6x8 luồng là đủ rồi. Chứ giờ ai còn dùng CPU 4x nữa, không được, hợp lý. Nói chung đó là câu trả lời của mình. Mình nghĩ là Ryzen 7 khá là chênh với Ryzen 5. Nói chung là về dùng càng lâu càng dài, Ryzen 7 sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ ràng với Ryzen 5 nhất. Ok, hy vọng qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn một chiếc laptop gaming sử dụng Ryzen 7. Câu tiếp theo của bạn KS3 Music. Giữa Nitro 5, Evo Gaming 15 và iPad Gaming 3, lựa chọn chiếc máy nào ngon nhất, còn con nào khác trong tầm giá 20 triệu không? Em cảm ơn, chúc anh sức khỏe. Ở đây thì bạn đưa ra chúng mình 4 chiếc máy. Thì mỗi chiếc máy thì sẽ lại có những cái ưu nhược điểm riêng, phải là tùy vào nhu cầu của cá nhân cụ thể từng anh em thì chúng mình mới có thể tư vấn được. Còn nếu như mà không quá quan ngại về vấn đề thương hiệu thì theo như mình thì chiếc Evo Gaming sẽ là ngon nhất với nhu cầu game. Hoàn thiện thì cũng tốt, sử dụng kim loại rất là đẹp. Còn nếu như mà bạn quan ngại về thương hiệu thì lựa chọn IdeaPad Gaming 3 theo mình là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra thì trong tầm giá 20 triệu này, bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm cả những mẫu như là Nitro 5 bản AMD, rất là ngon cả về khả năng, hiệu năng và cả tản nhiệt nữa. Mình nghĩ là Nitro 5 trong tầm này đang ngon đấy, thậm chí là phiên bản AMD cực kỳ chất luôn. Câu 15 của bạn Thảo Duyên Lã, con gái. Con gái đấy. Chào anh, em là con gái. Con gái thật. Và em có dự định mua laptop tầm 17 triệu đổ xuống. Nhu cầu cơ bản là xem phim, chơi LOL. Em đang nghiên cứu em Acer Aspire 7 và Nitro 5, mong anh tư vấn. Với câu hỏi này của bạn thì bạn đang phân vân giữa Acer Aspire 7 và Nitro 5. Thì theo như bọn mình thì chiếc Acer Nitro 5 sẽ đáp ứng được tốt nhu cầu của bạn, tốt hơn so với cả Aspire 7. Tuy nhiên thì bạn là con gái, nếu như mà bạn... Tuy nhiên là... Với câu hỏi này thì bạn đang phân vân giữa Acer Aspire 7 và Nitro 5. Thì theo như bọn mình thì chiếc Nitro 5 sẽ đem lại cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt hơn là chiếc Acer Aspire 7. Tuy nhiên thì bạn là con gái, nếu như mà sử dụng một chiếc laptop gaming thì nó có phần hơi nặng và khó khăn trong việc di chuyển. Nếu như bạn không quá quan tâm đến vấn đề chơi game nặng thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu Acer ZenBook UX433. Thì cái mẫu Acer ZenBook này thì rất là mỏng nhẹ và vẫn có thể đáp ứng đủ những nhu cầu của bạn nữa. Ngoài ra thì màn hình đẹp này, Xiaomi chắc chắn là sẽ sướng hơn. Màn hình sẽ rất cao, màn hình của ZenBook nhìn nó cực kỳ sang và chảnh luôn. Và thiết kế của chiếc ZenBook thì nhìn nó cũng rất là văn phòng, nhìn nó cũng rất là cao cấp, nhìn nó hợp với phái nữ hơn, chứ nếu anh em mình thì chắc chắn là chọn Nitro 5. Đúng rồi đấy. Ok, đó là câu hỏi cuối cùng của một bạn gái với tên là Thảo Duyên Lã, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và hy vọng là anh em sẽ tiếp tục gửi đến những câu hỏi và những băn khoăn của mình
Và nếu mà qua video này anh em thấy hữu ích, hãy like, subscribe, chia sẻ cho channel của Lotto AZ. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye. Tạm biệt anh em.